chào các bạn. Đã bao giờ bạn cảm thấy bụng mình căng phồng, khó chịu đến mức không thể tập trung làm việc hay thậm chí là mất ngủ cả đêm? Đầy bụng khó tiêu không chỉ làm gián đoạn cuộc sống thường ngày mà còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Bạn có biết rằng chỉ một bữa ăn không đúng cách hay một chút căng thẳng cũng có thể khiến hệ tiêu hóa của bạn biểu tình? Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị cho một buổi họp quan trọng hoặc buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng cảm giác bụng đầy hơi, ợ nóng và buồn nôn khiến bạn không thể tập trung và tận hưởng khoảnh khắc. Thật khó chịu phải không nào? Nhưng đừng lo lắng, vì hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn 5 mẹo đơn giản, hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để xua tan cảm giác đầy bụng khó tiêu, giúp bạn lấy lại được cái sự thoải mái và tự tin trong cuộc sống. Cùng theo dõi để khám phá bí quyết ngay sau đây nhé! Trước hết, đầy bụng khó tiêu là gì? Đầy bụng khó tiêu, còn gọi là chứng khó tiêu, là một triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa gây ra cảm giác đầy hơi, ợ nóng, buồn nôn và khó chịu sau khi ăn. Tình trạng này có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ, thậm chí có thể diễn ra liên tục trong nhiều ngày nếu không được điều trị kịp thời. Vậy đâu là những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng đầy bụng khó tiêu? Đầu tiên là do chế độ ăn uống không hợp lý. Một chế độ ăn uống không cân đối, không lành mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến đầy bụng khó tiêu. Các thực phẩm dễ gây đầy bụng bao gồm: thứ nhất, thực phẩm chứa nhiều chất béo. Các món ăn nhiều dầu mỡ như đồ chiên, đồ nướng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, dẫn đến cảm giác đầy bụng. Thứ hai là đồ uống có cồn và đồ uống có ga. Rượu bia và nước ngọt có ga không chỉ kích thích dạ dày tiết axit mà còn gây ra khí trong dạ dày, làm bạn cảm thấy đầy bụng. Thứ ba là thực phẩm giàu chất xơ không hòa tan. Một lượng lớn chất xơ không hòa tan như bông cải xanh, cải bắp, đậu thì có thể gây đầy hơi nếu tiêu thụ một cách quá mức. Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen ăn uống không tốt. Cách bạn ăn uống cũng ảnh hưởng lớn đến hệ tiêu hóa. Vấn đề đầu tiên đó là ăn quá nhanh, không nhai kỹ. Khi ăn nhanh, bạn nuốt nhiều không khí hơn, dẫn đến đầy hơi. Không nhai kỹ cũng khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn để tiêu hóa thức ăn, gây ra tình trạng đầy tức bụng, khó tiêu. Thứ hai là ăn quá no hoặc ăn không đúng giờ. Ăn quá no gây áp lực lên dạ dày, còn ăn không đúng giờ làm rối loạn nhịp sinh học của hệ tiêu hóa, từ đó gây ra đầy bụng khó tiêu, ợ nóng, ợ chua. Nguyên nhân thứ ba là căng thẳng và stress kéo dài. Căng thẳng tinh thần không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý mà còn tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa. Khi bạn căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra hormone cortisol và adrenaline, làm giảm lưu lượng máu đến dạ dày và ruột, làm chậm quá trình tiêu hóa và gây ra đầy bụng khó tiêu. Thứ tư là do các bệnh lý tại hệ tiêu hóa. Một số bệnh lý hệ tiêu hóa cũng có thể gây ra tình trạng đầy bụng khó tiêu, bao gồm viêm loét dạ dày, làm cho dạ dày nhạy cảm hơn với thức ăn và dễ bị đầy bụng. Hội chứng ruột kích thích, IBS, gây rối loạn chức năng ruột, dẫn đến đầy hơi và đau bụng. Bệnh celiac, tức là không dung nạp gluten, gây ra viêm và tổn thương ruột non, dẫn đến đầy bụng và tiêu chảy. Thứ năm là do sử dụng thuốc. Một số loại thuốc có thể gây tác dụng phụ làm rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như thuốc kháng sinh, làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, gây đầy hơi và tiêu chảy. Thuốc chống viêm không steroid, NSAIDs, gây viêm và loét dạ dày nếu sử dụng kéo dài, từ đó gây đầy bụng khó tiêu. Thuốc giảm đau nhóm opioid và thuốc an thần gây ngủ thì làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, gây đầy hơi khó tiêu. Ngoài các nguyên nhân chính nêu trên thì đầy bụng khó tiêu còn có thể do những cái nguyên nhân sau đây, như là không dung nạp lactose. Người bệnh thiếu enzyme lactase để tiêu hóa lactose trong sữa và các sản phẩm từ sữa, từ đó gây đầy bụng, tiêu chảy. Hoặc là do cái chế độ sinh hoạt không lành mạnh, như là thiếu vận động, hút thuốc lá và thói quen nằm ngay sau khi ăn đều để gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng đầy bụng khó tiêu, hãy thử áp dụng ngay 5 mẹo đơn giản sau đây để giảm bớt triệu chứng và cải thiện tình trạng tiêu hóa của mình. Thứ nhất là uống nước ấm và trà thảo mộc. Uống một ly nước ấm hoặc trà thảo mộc như trà gừng, trà bạc hà, trà hoa cúc,
thì có thể giúp giảm bớt triệu chứng đầy bụng khó tiêu. Gừng thì có tác dụng kích thích tiêu hóa, giảm viêm và cải thiện tuần hoàn máu. Bạc hà giúp thư giãn cơ trơn trong hệ tiêu hóa, làm giảm cảm giác đầy hơi. Hoa cúc có tác dụng an thần, giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ tiêu hóa. Cách thứ hai là massage vùng bụng. Massage nhẹ nhàng vùng bụng theo chiều kim đồng hồ thì có thể giúp tăng cường lưu thông máu, kích thích nhu động ruột và giảm cảm giác đầy bụng. Bạn có thể sử dụng tinh dầu ấm nóng để tăng cái hiệu quả massage. Thứ ba là thực hiện các cái bài tập nhẹ nhàng. Một số bài tập yoga nhẹ nhàng như tư thế ngồi gập người, tư thế con mèo con bò hoặc đi bộ nhẹ nhàng sau khi ăn khoảng 1 tiếng có thể giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy bụng và tăng cường sức khỏe tổng thể. Thứ tư là hãy ăn uống hợp lý và điều độ. Thay đổi chế độ ăn uống bằng cách ăn chậm, nhai kỹ, ăn thành 5-6 bữa nhỏ trong ngày thay vì ăn 3 bữa lớn thì có thể giúp giảm cái áp lực lên dạ dày và hệ tiêu hóa. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo, đường, gia vị cay nóng và đồ uống có cồn. Và cách cuối cùng đó là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa. Sử dụng các cái sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa chứa enzyme tiêu hóa, men vi sinh và các dưỡng chất hỗ trợ tiêu hóa như vitamin nhóm B, kẽm, lysine thì có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa hấp thu, giảm cái triệu chứng đầy bụng khó tiêu, ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa và giúp bạn ăn uống ngon miệng hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để cải thiện tình trạng đầy bụng khó tiêu, Amoma Enzyme Gold chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Đây là sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa với công thức đặc biệt giúp giảm nhanh triệu chứng đầy bụng khó tiêu và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Công dụng chính của sản phẩm Amoma Enzyme Gold thì có thể kể tới như: thứ nhất là giảm triệu chứng đầy bụng khó tiêu và tăng cường hấp thu dưỡng chất từ thức ăn. Amoma Enzyme Gold cung cấp tới 6 loại enzyme tiêu hóa tự nhiên được nhập khẩu từ Nhật Bản, hỗ trợ phân giải thức ăn, giúp giảm nhanh triệu chứng đầy bụng, khó tiêu và giúp giữ chất được hấp thụ dễ dàng qua đường ruột. Từ đó thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn và tăng cân tốt, tăng cân một cách lành mạnh. Thứ hai là tăng cường sức khỏe đường ruột. Sản phẩm thì chứa Bacillus subtilis và Bacillus lausi dạng bào tử, các men vi sinh dạng bào tử. Đây là hai loại vi khuẩn có lợi giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ niêm mạc đường ruột, ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa bao gồm cả tình trạng là đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy, táo bón vân vân. Thứ ba là cải thiện cảm giác thèm ăn. Amoma Enzyme Gold giúp cải thiện cảm giác thèm ăn bằng cách cung cấp các enzyme tiêu hóa giúp phân giải thức ăn hiệu quả, cải thiện quá trình tiêu hóa. Lợi khuẩn dạng bào tử giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm các cái nguy cơ rối loạn tiêu hóa gây biếng ăn. Ngoài ra, các thành phần như là lysine này, kẽm và vitamin nhóm B trong sản phẩm thì giúp tăng cường trao đổi chất, điều hòa enzyme tiêu hóa và kích thích vị giác hiệu quả. Và cuối cùng là tăng cường hệ miễn dịch. Immunecanmix, Candemen Beer và kẽm trong Amoma Enzyme Gold hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là tại đường ruột. Từ đó thì giúp cải thiện tình trạng đầy bụng khó tiêu do viêm nhiễm tại hệ tiêu hóa gây ra. Amoma Enzyme Gold thì có cái dạng gói, cốm rất là tiện lợi như thế này, dễ dàng sử dụng và mang theo. Bạn chỉ cần pha gói cốm với nước đun sôi để nguội và uống sau bữa ăn để cảm nhận hiệu quả. Sử dụng đều đặn hàng ngày thì giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Với Amoma Enzyme Gold, bạn sẽ không còn phải lo lắng về tình trạng đầy bụng khó tiêu, từ đó cảm thấy ăn ngon miệng hơn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Hãy trải nghiệm ngay hôm nay để thấy sự khác biệt nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới video hoặc gọi ngay qua số hotline phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.